Hà Giang là một tỉnh nằm ở khu vực Đông Bắc với diện tích gần 8.000 km2. Nơi đây không chỉ được thiên nhiên ưu ái cho nhiều danh lam thắng cảnh được thế giới trầm trồ, Hà Giang còn là nơi lưu giữ những di tích lịch sử lâu đời cũng như nét đẹp văn hóa đặc sắc của 22 dân tộc vùng cao phía Bắc. Tất cả đã tạo nên một sức hút hấp dẫn khiến tất cả các tín đồ du lịch không ngừng tìm kiếm kinh nghiệm đến đây để tận mắt chinh phục trọn vẹn vùng sơn cước xinh đẹp này. Hôm nay mời tất cả bạn cùng theo Trinh Toroan, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vùng đất tuyệt vời này nhé. Ban sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn tất tần tật về cách di chuyển, đặt khách sạn cũng như là ăn gì chơi gì và cùng nhau khám phá những địa danh hùng vĩ làm say đắm lòng người như Mã Pì Lèng, núi Đôi Quảng Bạ, hẻm vực Tu Sản, các di tích lịch sử văn hóa lâu đời như phố cổ Đồng Văn, nhà vua Mèo, chuyện của Bao và cùng nhau khám phá những bản làng của người dân tộc với văn hóa bản địa đặc sắc. Đảm bảo các bạn sẽ có một chuyến đi vừa đã mắt, vừa bổ kiến thức và lại vừa đậm tinh thần phượt khám phá. Bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu ngay thôi nào. Thì để di chuyển được lên đến Hà Giang, các bạn chỉ có phương án là đường bộ. Phương tiện di chuyển hợp lý nhất vẫn là xe khách hoặc là xe máy. Ban thì ở thành phố Cần Thơ, để lên được Hà Giang ban cần bay ra Hà Nội. Thời gian bay từ Cần Thơ ra Hà Nội là mất khoảng 2 tiếng nha các bạn. Đến được sân bay Hà Nội thì các bạn có thể là bắt taxi hoặc là xe điện để di chuyển ra ngã tư Nội Bài, chỉ cách sân bay khoảng tầm 3 km. Ở đây các bạn sẽ bắt tiếp xe khách lên Hà Giang. Nhà xe khách ban chọn kỳ này đó là nhà xe Bằng Phấn. Nhà xe này thì khá là uy tín và có rất là nhiều loại xe cho các bạn lựa chọn, với giá vé từ 250.000 đến 350.000 trên một người. Như dạng xe ban chọn đi kỳ này đó là dạng xe cung điện có ghế massage, giá vé là 350.000 trên một người và cabin đôi là 550.000 trên hai người. Di chuyển từ Hà Nội lên đến Hà Giang là 280 km và mất tầm 6 tiếng nha các bạn. Các bạn nên chọn đi xe vào khung giờ tối để lên xe ngủ cho khỏe. Mình đi chuyến xe lúc 9 giờ tối và lên đến Hà Giang là 3 giờ sáng thì sẽ được vào chỗ thuê xe máy ngủ tạm vài tiếng không có mất phí. Giá thuê xe máy là 200.000 trên một ngày, chưa bao gồm xăng nha các bạn. Nếu các bạn đi lên Hà Giang và các bạn cần một khách sạn để ngủ qua đêm thì các bạn nên tham khảo khách sạn theo dạng tổ hợp như mình đang ở. Một phòng lớn như thế này đầy đủ tiện nghi, gồm 2 phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách, được phép ở 6 người lớn cộng với 2 trẻ em nữa và giá chỉ có 1 triệu trên một đêm nha các bạn. Mà ở đây còn có phòng tập gym, phòng vui chơi trẻ em, cà phê sân thượng cũng như là có một siêu thị ở tầng 1 để cho các bạn tiện mua đồ nấu nướng luôn. Nếu các bạn có thắc mắc gì cứ liên hệ Facebook của mình, Toroan Review Du Lịch, mình sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Và đây là lịch trình 3 ngày 2 đêm khám phá Hà Giang của mình. Ngày đầu tiên mình sẽ khám phá đó là cột mốc số 0, dốc Bắc Sung, cổng trời Quảng Bạ, cây nghiến cô đơn, Yên Minh, dốc Thẩm Mã, dốc Chính Khoanh, chuyện tình nhà Bao, nhà vua Mèo, Lũng Cú và ngủ đêm tại làng Lô Lô Chải. Lịch trình này các bạn cần di chuyển hơn 150 km. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào. Hello, Toroan xin gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị đang xem video của Toroan nha. Thì điểm đến đầu tiên của hai vợ chồng mình đó là cột km số 0 ở Hà Giang. Chúng ta sẽ xuất phát từ đây. Đây là cái điểm mà tất cả các bạn phượt thủ hoặc là các bạn đi du lịch Hà Giang đều phải check in ở đây. Nó là cái cột mốc đánh dấu đầu tiên để từ cái điểm km số 0 của Hà Giang để chúng ta xuất phát. Ở trên đây là có một cái cột mốc bự luôn nè, mấy chị đang chụp hình ở trên này nè. Đó, này là cột km số 0. Thì hôm nay đi thì hồi nãy trời có mưa cho nên đây là hành trang của hai đứa. Đó, phải chùm một cái bịch như thế này các bạn để cho khỏi bị mưa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát. Một địa điểm các bạn có thể đi trên đường ghé tham quan đó là cổng trời Quảng Bạ. Đây. Nhìn cái cung đường dưới quá trời đẹp luôn. Đó. Đây là toàn cảnh, ở trong đây có một cái quán cà phê, các bạn cũng có thể vào nghỉ ngơi uống cà phê. Đây là toàn cảnh cổng trời Quảng Bạ. Chạy dọc thêm một đoạn từ cổng trời Quán Bạ xuống nữa, các bạn sẽ thấy một cái khu vực đông dân cư như thế này. Đây, các bạn thấy cái cặp gì chưa? Đó, các bạn thấy gì chưa? Các bạn muốn suy nghĩ nó là cái gì nha. Mà tôi thích cái cách suy nghĩ của các bạn. Chứ tôi là cũng không biết nó là giống cái gì nữa, nhưng mà tôi biết các bạn đang suy nghĩ nó là cái gì rồi. Đó, thấy không? Đẹp không? Nguyên cặp tròn xe đẹp luôn ha. Vòng 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 vòng. Hey, em không mà vợ đẹp không? Được. Trời quá đất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển.
Từ thành phố Hà Giang mà các bạn di chuyển qua Quảng Bạ một chút xíu là tầm 50 km, các bạn sẽ gặp đó là khu phở Tráng Kìm. Khu này phở bán cực kỳ ngon nha các bạn. Ở đây là nguyên một làng phở Tráng Kìm luôn. Các bạn cứ nhìn vào nhà nào mà có treo mấy cái bánh như thế này là các bạn ghé vào ăn, đảm bảo sẽ rất là ngon. Và giá cũng rất là hợp lý. Mình ăn một tô đầy ắp như thế này giá chỉ có 40k và ăn no ứ ự luôn. Ăn xong thì tụi mình tiếp tục hành trình. Có một lưu ý là đi những cái cung đường này là các bạn nên chuẩn bị xăng liên tục nha. Qua giờ mình đi là mấy lần xém bị hết xăng. Nhưng mà cũng hên là cứ tấp vô mấy cái tiệm tạp hóa giống vậy nè, các bạn hỏi là sẽ có. Đó. Rồi bây giờ mưa lớn rồi, mấy bạn này cũng tấp vô trú mưa luôn rồi. Mình là tem xanh với tem đỏ. Đó, các bạn kinh nghiệm là các bạn cứ ghé vô mấy cái tiệm tạp hóa vậy, các bạn hỏi xăng là sẽ có nè. Hà Nội. Mình ở Cần Thơ. Thì sau một hồi nói chuyện giao lưu bằng sự lươn lẹo của mình thì mình đã xin gia nhập được đi chung với nhóm bên đó. Đi những cung đường đèo như thế này mà các bạn đi theo đội nhóm sẽ ok hơn rất nhiều so với đi đơn lẻ nha. Có gì mình sẽ hỗ trợ qua lại cho nhau được. Một địa điểm chắc chắn các bạn phải dừng chân khi đi Hà Giang đó là cây nghiến cô đơn. Cao chót vót luôn. Và cái xì tai của tụi mình đang rất là hot. Các bạn nhìn nè, xung quanh nè. Mây bao phủ núi quá trời đẹp luôn. Một trải nghiệm khá là thú vị. Đó, các xe khi đến đây thì phải dừng lại để mình chụp hình với cây nghiến cho đơn cái. Quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Trời mưa thì nó có cái hay của trời mưa đó là nhìn các bạn nhìn nè, mây bao phủ trên mấy ngọn núi rất là đẹp. Và cây nghiến cô đơn nằm lẻ loi một mình, rất là cô đơn. Giờ mình sẽ qua chụp hình với nó một cái. Thêm một lưu ý nữa mà các bạn không thể bỏ qua đó là khi các bạn mướn xe cần phải lựa xe cho thật kỹ nha. Lựa những chiếc nào mà còn mới đẹp và cái vỏ còn tốt thì các bạn hãy lấy đi. Bởi vì những cái cung đường này đi khá xa rất là dễ bị hư xăm, hư lốp cũng như là xe yếu sẽ không lên dốc nổi. Hello các bạn, bạn đang có mặt tại dốc Thẩm Mã. Đây. Đây các bạn tự nhìn từ trên cao xuống. Thấy cái dốc chưa? Quá trời đẹp luôn. Đang chờ thì đang mưa nữa. Cái dốc này thì truyền thuyết kể rằng là ngày xưa người dân ở đây sẽ dùng ngựa thử sức ngựa cái dốc này nha các bạn. Thì những con ngựa nào kéo hàng mà từ ở dưới chinh mà lên tới được lên trên đây là ngựa tốt thì người ta sẽ sử dụng ngựa đó. Bởi vậy cho nên còn gọi cái dốc này là dốc Thẩm Mã, là thẩm định sức ngựa. Đây có rất là nhiều em bé. Ồ, dễ thương quá. Hoa này hoa gì vậy con? Tam giác mạch hả con? Hoa tam giác mạch đẹp quá. Mùa này cũng có hoa tam giác mạch nữa hả con? Cái này con hái ở đâu? Ở gần đây không? Đẹp quá ha. Bên đây mấy em bu quá trời nữa nè. Trời ơi, cô bé có cái nón dễ thương chưa? Đây mấy chị đang chuyển đồ gì xuống à. Mấy em bu quá trời luôn. Hoa tam giác mạch. Đây các bạn, cảnh cảnh hoa tam giác mạch. Em nào em lấy một gùi gùi giỏ hoa. Bé nhỏ hả? Bé nhỏ thấy cưng ha. Ôi lạnh rung vậy luôn hả con? Trời ơi, em nhỏ kìa. Em nhỏ này còn khỏi khèn nữa nè. Rất là dễ thương. Đây nữa. Bây giờ là sương mù lên trắng xóa luôn các bạn ơi. Hết nhìn thấy cái con dốc luôn rồi. Sương mù lên trắng xóa luôn rồi. Ở chỗ này thì sẽ có một cái chỗ quầy nước uống. Chào con. Con biết tiếng tiếng Việt không?
Rồi bé này chắc không biết tiếng ghê. Ở đây con còn đi học không? Hả? Ờ, chắc bé không biết tiếng. Ôi, sương lên kìa. Quá trời quá đất luôn. Trời. Các bạn đang được nghe tiếng khèn của em trai người dân tộc ở trên dốc Thẩm Mã. Kết cái dòng đẹp quá ta. Con biết tiếng Việt không? Có hả? Con học lớp mấy rồi? Lớp 7 hả? Rồi chừng nào đi học? Sắp đi học chưa? Kết đẹp quá ha. Còn cái hoa này cũng đẹp quá nè. Hoa này hoa gì vậy con? Hoa gì? Hoa mua. Hoa mua hả? Mua. Cái tên lạ quá ha. Mà đẹp ghê. Hoa mua. Này là tên giác mạch. Cô bé kia cũng rất là nhiều loại hoa luôn. Trời, cô bé khá là dễ thương. Chào em. Em biết tiếng Việt không? À, em học lớp mấy rồi? Lớp 9. Lớp 9 hả? À, hiện tại đang đi học hay được nghỉ rồi? Đang được nghỉ hè hả? À, nghỉ hè là mình ra đây mình cái này là bán hoa hay sao em, hay là sao anh chưa hiểu hay... À, cho thuê để chụp hình đó hả? À, một lần thuê vậy là bao nhiêu? Cho bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. À, cho bao nhiêu thấy là bao nhiêu hả? Ờ, cảm ơn em nha, bé dễ thương quá. Ngồi bên đây nữa nè các bạn, hai bé nè rất là dễ thương luôn. Thì các bạn có đến khu vực nhà của Bao để chơi thì nhớ ghé quán cơm của anh nè, cơm nhà của Bao nè. Đó, ngay chỗ homestay này luôn. Ảnh nấu ăn rất là ok. Đó, bây giờ mình sẽ để gửi đồ bên nhà ảnh và đi lội bộ qua bên nhà của Bao. Tăng tăng tăng. Đây là đoạn cổng đi vào khu vực nhà của Bao. Đó, phía trước có mấy cô bán đồ, mấy cái nhu yếu phẩm. Ngay cái cổng vào là các bạn đã thấy một cái vườn hoa tam giác mạch. Chà. Đây, một cái vườn hoa tam giác mạch ở phía trước. Ồ, phía trước nhỏ, có mấy em nhỏ cho mướn giỏ hoa tam giác mạch để chụp hình. Trời ơi, đẹp quá ha. Kết đẹp quá. Em nhiêu tuổi rồi? Năm nay 14 ạ. Năm nay 14 hả? Em học lớp mấy? Không phải đâu ạ. Năm nay lớp 9. Lớp 9 hả? À, còn đi học không? À. Trời. Dễ thương ha. Đi, thẳng vào nhà của em. Trời. Cái này hoa gì em? Dạ, hoa me rừng. Hoa me rừng hả? Cảm ơn em. Ồ, đẹp quá ta. Em làm mấy cái vòng cổ rất là đẹp. Đây là hai bên đường vào. Ồ, cái này là đậu hả em? Đậu. Đậu này đậu gì mà có màu lạ vậy? Cái là trồng xong rồi. Trồng xong rồi. Mình trồng các loại đậu xong rồi mình đánh xong rồi nó trộn vào nhau. À. Cái này gọi là đậu gì? Đậu đỏ hả? Ừ. Còn cái này? Đấy là hạt tam giác mạch. Hạt tam giác mạch hả? Cái này để làm gì em? Đấy là mình phải trồng hoa khi nó non thì mình thái để ăn lẩu. À, là mình để ươm trồng hoa ha? Vâng. Ừ. Trời, quá trời loại hạt. Còn hạt này? Đấy là hạt cải mèo. Hạt cải mèo. À, còn này? Hạt dâu dền. Dâu dền. Ồ, cái mắc con khén. Này mắc khén phải không? Vâng. Ok. Còn cái này? Cái đấy là thảo quả. Thảo quả. Rồi, chú cảm ơn nhé.
Ê, bánh nè, bánh bánh tam giác mạch nè. Vâng, bánh. Ừ. Bánh tam giác mạch. Ủa này, cái này sao nó có màu? Nhiều vị quá nè. Sao? Cái này vị gì em? Không, đây chỉ là khắp màu thôi. Cái màu thôi phải không? Màu nó là làm mình làm từ gì ra? Cái xanh xanh đấy là làm từ lá hoa tam giác mạch ạ. À, còn cái màu này? Màu tím. Cái tím đấy là cái hoa củ cải. Hoa củ cải hả? Ở này là hoa của tam giác mạch phải không? À, lá hả? Còn cái nào cũng hoa tam giác mạch? Cái màu hồng. Cái màu hồng hả? Hồng này hả em? À, một gói phải bao nhiêu tiền? Một gói là 20, mua thì 3 gói 50. 3 gói thì 50. À, vậy thì mua ủng hộ em nó đi. À, anh ủng hộ cho 3 gói 3 màu đi. Ok, anh lấy 3 gói nha. Ủa, cái này là gì vậy em? À, bánh tam giác mạch nướng. Cái này nhiêu nhiêu một cái vậy em? 10.000 một cái hả? Ok, à, mua ủng hộ em nó đi. Mua 2 cái hả? Mua 1 cái thôi, 1 cái anh thử thôi. Em học lớp mấy rồi? Năm nay là em lên lớp 8. Lớp 8 hả? Em là người dân tộc gì, Hơ Mông hả? Vâng. À. Em cho chị quay cái. Ừ. Đây là những cái lò bánh chưa nướng. Cái này là chưa nướng hả? À. Làm là từ bằng hoa tam giác mạch hả em? Từ cái hạt ạ. Từ hạt tam giác mạch hả? À. Xây ra lại cái buồn. À, ok, cảm ơn em. Đây là khu vực nhà của Bao. Ui. Trời hay quá. Đây là mô hình nhà trình tường. Đó. Mô hình này còn được giữ nguyên. Trời. Đây. Bán cái vị, gia vị. Hạt sỏi mắc kén. Ủa, cái xanh xanh này là gì? Nghệ đen, nghệ vàng. Đen đấy, nghệ đen là hơi xanh. Đây là hạt đấy, này, hạt hoa tam giác mạch nghe. Tam giác mạch. Đang phải trồng. Bánh tam giác mạch. Nó lại dẻo à? Đây, thôi, ăn kiểu thưởng thức thôi. Đây. Mỗi người một cái thưởng thức. Rồi còn nhiều lắm, em mua quá trời kìa. Có hông trong này nè. Bánh tam từ hoa tam giác mạch. Sao? Thấy sao anh? Thấy vị sao? Ngon không? Ui, bánh ăn như bánh. Anh lên như bánh. Cái mùi đấy chua chua ăn thì không biết. Bác vé bao nhiêu vé vậy anh? 10.000 là vậy. Lấy 8 vé đi anh. Đây là ngôi nhà quay phim Chuyện của Bao. Đó, bây giờ thì được giữ lại để khách tham quan luôn. Giá vé là 10.000 đồng một vé nha các bạn. Đó, mới vào các bạn sẽ thấy một con gà nè. Con gà là gà mái luôn. Con đẻ trứng á. Treo dành bắp, dành ngô. Đây là một cảnh trong phim Chuyện của Bao. Trong đây cũng có bán mấy cái đồ. Có phim có mưa phùn xuống nhìn ảo ghê luôn.
đi qua bên gian này cơ có gì bên đây. Ồ, trong đây nuôi động vật chó heo gà. Dạ. Đây là cái gian chính. Cái này là các bạn đang được nhìn thấy kiểu mái ngói âm dương nha các bạn. Mái ngói âm dương thì một cái ngửa, một cái ấp như thế này, theo kiểu mái ngói âm dương. Các bạn sẽ thấy ở bên trên đây là có một cái quan tài. Thì những người dân tộc thường người ta sẽ chuẩn bị sẵn mấy cái mẫu quan tài như thế này khi còn sống luôn nha các bạn. Đó. Để phòng là khi mất đi sẽ có quan tài cho mình. À, thường là đa số là ai cũng sẽ có chuẩn bị như vậy đó. Thì những cái chân cột như thế này sẽ được điêu khắc theo hình hoa thuốc phiện. Ngày xưa ở cái vùng đất này trồng rất là nhiều hoa thuốc phiện nha các bạn. Bởi vậy cho nên người ta sẽ điêu khắc theo cái hình hoa thuốc phiện ngày xưa. Chú mèo khá dễ thương luôn nè. Đây là toàn cảnh ở phía trên. Các bạn nhìn ra nè, cái view thành thánh không? Bây giờ tiếp tục di chuyển. Ở trên này là lúc nào các bạn cũng sẽ được gặp mấy em trai cầm khèn đi khỏi thế này. Em biết thổi lâu chưa? Vừa mới biết thổi hả? Cái này ai dạy em? Chú dạy hả? Em còn đi học không? Bao nhiêu tuổi rồi? Em 10 tuổi. 10 tuổi hả? Còn đi học không? Có. Em đang học lớp mấy? Em năm nay xong lên lớp 5. Lên lớp 2 hả? Lớp 5. Lớp 5. Ok, cố gắng học nha. Rồi đi thổi vậy rồi có bỏ học không vậy? Ok, đúng rồi, hợp lý rồi, ráng học nha. Thì từ nhà của Bao các bạn sẽ di chuyển thêm khoảng 10 km nữa sẽ đến dinh thự vua mèo. Ở đây các bạn không biết nơi nào cứ bấm bản đồ là sẽ có hết nha. Đây là đường lên tham quan dinh thự vua mèo. Thì tất cả các điểm tham quan ở đây khá là rẻ các bạn. Giá vé chỉ có khoảng 10.000 thôi. Dinh thự vua mèo hoặc là dinh thự nhà họ Vương. Đây là cái cổng vào. Đây là thẳng vào gian bên trong luôn nha các bạn. Đó, hai bên nè. Thì ngày xưa ở đây vua mèo đã xây hết 15 vạn bạc bạc trắng Đông Dương, tương đương với 150 tỷ bây giờ. Cái chỗ này để bây giờ như ai muốn đến thăm ông, muốn đến đây thăm thì là sẽ ngồi nghỉ ở đây và đợi người nhà và trong báo ở dinh sau cùng. Nhưng mà nó cũng không hẳn, tại vì nó có những câu chuyện mà người ta bây giờ người ta muốn giấu đi, người ta không muốn nói đến. Là đây cũng là nơi để ông xử. Ông đến đây, ông mọi người ở trên này hiểu. Nếu mà nói đến vua mèo, mọi người hiểu nhiều hơn về ông này. Nhưng ông ấy là con trai của ông này. Thì là ông này sống đến tận 2007 mới chết cơ. Hai mới mất đây, thì là mọi người biết hơn nhiều hơn về ông ấy. Thì nói đến vua mèo nhiều người hiểu nhầm ông này. Ông là Vương Tý Sình, là con trai của Vương Tín Đức. Nhưng mà nếu mà để mọi người tôn lên làm vua thì có mình ông đấy thôi. Còn bên cạnh ông là vợ cả. Bà vợ này hơn ông là 14 tuổi. Người Mông trên này thì ngày xưa lấy nhiều vợ. Mà việc nhà các thứ là hầu như vợ cả cai quản hết. Thì thường là vợ cả hơn tuổi. Thế là vợ quả sẽ cai quản hết các thứ trong nhà. Bên cạnh là bà ba. Còn bà thứ hai và không sinh được con trai thì tất cả hình ảnh trong nhà này không có bà ha. Thì là bà ngày xưa người ta vẫn tập nam sinh nữ. Và những người con gái ở trong nhà cũng đều không có ảnh. Người ta cũng không có coi trọng con gái. Đó. Không vợ nào mà không sinh được con trai thì cũng không có kiểu như thế, đúng không? Thì đây là bà ba, còn đây là bà cả. Là buồng của bà cả đây, buồng bà ba bên này. Bà hai ở đâu? Bà hai thì bà không ở đây. À không ở đây ạ. Nó quá nhiều câu chuyện, bây giờ nhiều mỗi người nói một kiểu đó, kiểu như thế. Nhưng mà thực ra đây ví dụ như là cái và buồn ngủ là đây là giường ngủ của bà ấy.
còn giữ nguyên ngày trước còn có cả quần áo bà để đây cơ, nhưng mà mọi người vào nhìn nó hình ghê nên là họ bỏ đi rồi. Trong đó có quần áo không anh? Giờ bỏ hết rồi. Mà cũng không chắc nữa, nhưng mà tại vì ngày trước là vẫn có quần áo để đây đó. Chỉ còn mấy đồ linh tinh, không có cái gì. Được vua thời Nguyễn tặng ban cho ông bộ quần áo này, một bộ thần vi lần trước thì ông cũng được giao quan như là quan tri huyện ở trên này mà. Từ dinh thự Vua Mèo thì các bạn di chuyển thêm khoảng 28 km nữa sẽ đến được làng Lô Lô Chải. Hello các bạn, bây giờ là 4 giờ chiều và nhóm của tụi mình đã đến được Lũng Cú. Bây giờ là chuẩn bị bên phía trong này nè, các bạn sẽ thấy nè, cột cờ Lũng Cú nè ha. Chút xíu nữa nhóm của tụi mình sẽ check in cột cờ Lũng Cú và tối nay sẽ ngủ ở dưới chân cột cờ Lũng Cú ở trong làng Lô Lô Chải. Chút xíu mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Bây giờ đang lo check in với mấy chiếc xe. Bây giờ nhóm của tụi mình sẽ check in cột cờ Lũng Cú, mua vé vào cổng nha các bạn. Vé vào cổng có 5 hoặc 7. Đó, sau đó các bạn sẽ loại bộ lên một khúc như thế này để lên đến cột cờ Lũng Cú. Sao rồi cô vợ? Mệt, nhưng mà các bạn nhìn ra phía dưới kìa, khung cảnh ở phía dưới quá trời đẹp luôn. Như vậy chúng ta đã mém đến được ngọn Lũng Cú. Ôi, nhìn một số cái view nha. Đây. À, trong đó chắc là làng Lô Lô Chải rồi. Ở mấy bên kia thì đang xây dựng một cái chùa đối diện với cột cờ Lũng Cú luôn. Đang xây dựng, các bạn lần sau đi có thể là sẽ ghé được bên đó đó. Đó, lá cờ Việt Nam bay phất phới. Đuôi cho đâu? Hành sáu lộc. Nhóm của mình hôm nay đi may mắn được gặp đoàn đại biểu của chào cờ luôn nhé các bạn. Đó. Đứng thẳng hàng rồi nhá. Đây là bộ đội mà. Kính thưa các quý đại biểu, thưa toàn thể du khách, để nghi lễ chào cờ tại cột cờ quốc gia Lũng Cú được tổ chức đúng theo nghi lễ và nghi thức trong quân đội, thay mặt ban tổ chức kính đề nghị quý vị đại biểu và toàn thể du khách một số nội dung sau. Một là không sử dụng điện thoại di động và chuyển điện thoại di động về chế độ im lặng hoặc chế độ rung. Thì theo như lịch trình là cột cờ Lũng Cú và điểm cực bắc sẽ là đi trong ngày thứ hai, nhưng do nhóm của tụi mình đang sung nên quyết định là đi trong ngày thứ nhất luôn nha các bạn. Còn nếu các bạn có đi thì các bạn để lại ngày thứ hai đi cho nó thoải mái thời gian nha. Bây giờ là 5:20 và nhóm của mình đã đến được điểm cực bắc, điểm đầu của cực bắc. Thì đây còn một cặp nữa. Thì tại vì thấy còn sớm quá nên tụi mình ghé qua điểm cực bắc này luôn, rồi sau đó mới về nhận phòng. Đó. Thực ra là không phải là sau cái đường biên đấy với là Trung Quốc nha, Trung Quốc thì ngay từ cái đất này lên là của nó hết. À rồi. Là từ cái thung lũng nó lên ha. Trong cái đây nó không xây dựng được hàng rào để nó không xây thôi, chứ còn đất ở quanh đây là của nó hết rồi, mốc của mình á ở dưới sông luôn. Là cái mốc đường biên á, là chia bằng sông. Chia ở dưới sông luôn mà. Cái mốc cao nhất của Việt Nam mình á, mình ra đây là điểm cực bắc nhưng mà chưa phải là hết đất của mình. Mình là còn ở dưới nữa. Đúng rồi. Chia mình đi được nhưng mà mất một đi bộ cũng mất khoảng một buổi giữa sông xuống hẳn dưới sông, nói chung là đường sông mò lên thì mệt lắm. Nó không có đường mòn xuống rồi xuống cái mốc dưới kia đúng không? Xuống đấy xuống mốc rồi đúng không? Rồi bây giờ nhóm của mình sẽ lội bộ lên điểm cực bắc. Nó sẽ nằm ở trên cái đỉnh trên đó. Đây các bạn này, cái cung đường để đi lên điểm cực bắc của Việt Nam. Đó, các bạn nhìn thấy đỉnh chưa? Quá trời. Bên kia là cái
bờ ranh của nước Trung Quốc. Điểm cực bắc gốc thẩm mã xây một vòng cho quý vị xem. Đây là các bạn đi lên trên vọng gác phía trên nhìn xuống ở dưới là sông Nho Quế ha. Từ điểm cực bắc mà di chuyển về làng Lô Lô Chải là mất tầm 3 km nha các bạn. Thì hôm nay tụi mình chọn ở đó là hôm Lulabi của một chị. Các bạn thấy cái đường vô nhìn đã không? Đó. Có cổng chị giữ nguyên mộc hết này. Đây là toàn cảnh xung quanh của cái hôm mình ở nè. Đó. Tất cả chị để là theo dạng ở đây là xây theo dạng nhà chình tường hết. Đây. Mình sẽ đi dùng phòng quay cho bạn xem. Quá trời dễ thương quá ha. À, dạ em chào chị. À, chị, chào bạn. Chị tên gì chị? Mình tên Lan Anh. Lan Anh, dạ. À, nguyên cái home này là của nhà chị luôn. À, đúng rồi, đây là homestay của mình, Lullaby Hà Giang homestay. Dạ. À, cái này là mình thiết kế theo kiểu của nhà của người dân tộc sao chị? Đúng rồi, tức là mình giữ lại nguyên vẹn nhất cái nhà truyền thống của người dân tộc Lolo ở đây, là nhà chính tường. Và mình có sửa đổi lại một chút, tức là mình nâng nó lên để làm thành 2 tầng để phục vụ cho cả các bạn có nhu cầu mà sử dụng phòng dorm hoặc là phòng riêng. Dạ, bây giờ em lên trên quay trên đó được không? Được. Dạ, dạ. Đây là phía bên trên nha các bạn. Đó, trên này là tầng trên, thì những bạn nào mà ở theo kiểu dạng mà muốn ở đi số đông hoặc là ở lẻ phải không chị? Là đều được hết phải không? Đúng rồi. Các bạn mà đi đông á là các bạn sẽ ở trên đó. Dạ. Ôi nè, các bạn nhìn ở cái view xuống đã không? Lúa rồi nhìn mát mẻ ghê luôn. Đó. Thì nguyên một cái làng này là đều là làng gọi là làng Lô Lô Chải phải không chị? Đúng rồi, ở đây gọi là làng Lô Lô Chải và người dân tộc ở đây là người dân tộc Lô Lô Đen. Thì người dân tộc Lô Lô là một trong 10 dân tộc có số lượng người dân ít nhất trong số 54 dân tộc Việt Nam á. Thì có Lô Lô Đen và Lô Lô Hoa. Có ở Cao Bằng nữa và ở bên Mèo Vạc. Nhưng mà Lô Lô Đen thì chỉ có ở Lô Lô Chải thôi. Rồi, tối nay hai vợ chồng sẽ lên trên đây, chị dắt đi đi ăn. Trời ơi, sao mà em lạnh dữ vậy mọi người. Ở đây bây giờ đang là nhiệt độ bao nhiêu chị? Bây giờ Em nghĩ chắc cỡ 15, 16 không? 20 độ. 20 hả? 20 mà thấy tê tê vậy ta. Chắc mà bà vợ quéo, áo da, áo lông đồ ra mặt mọi người. Chị ơi, em bên trong hay bên ngoài đây? Trời, chị đã bày sẵn rồi kìa. Hấp dẫn không các bạn ơi? Đây là món lẩu gà đen. Gà đúng đen luôn nè. Chúng ta xem kèm với đậu hũ. Ở gì đây? Cái này là gì? Nấm với gì đây? Cái này chắc là thịt lợn rồi chị. Chị đi đâu mất tiêu rồi. Cái này là các quầy củ. Nhìn hấp dẫn quá. Quan trọng quá chừng quá bạn ạ. Bác hũ vừa ngon không? Vậy là tính uống rượu luôn hả? Mình phải trải nghiệm chứ. Trải nghiệm rượu ngon. Đây là thịt lợn đen. Lợn đen hả chị? Cái này là măng đúng không chị? Măng ngâm. Măng ngâm. Cũng là ở đây làm hết. Dạ em chào chị. Chị cho các bạn đến một ít rượu ngon. Ít thôi nha chị, một chút xíu thôi. Em tại một ly thôi. Vài ly thôi, tại em uống không có được. Dạ. Tại em muốn uống thử trải nghiệm thôi. Rồi cái rổ rau đã ha. Rau này cũng ở nhà chồng. Dạ. Là rau đậu Hà Lan. Dạ. Và lan là rau cải, Dạ. Này là cái gì ngâm vậy chị? Măng
măng ngâm ha, măng. Còn mấy này là mấy chai rượu. Đây là rượu đương quy, còn ở đây là mật ong ha. À dạ. Bên này là rượu đương quy ha. Nhiều đồ, những cái đồ dùng ngày xưa. Dạ. Cái ấm đun nước này. À. À. Cái cối chày này. Mấy này là đồ ngày xưa sử dụng hết bên mình. Dạ. Cái này là để cái quay ngô này, cho cái bắp ngô vào đây xong quay thì dạ, là hạt nó sẽ rơi xuống đây, còn cái lõi ngô nó tự ra đằng này. Thôi dạ, để bắp ngô lên. Dạ. Ồ chỉ còn có cái này là cái cẩu để hút thuốc phiện này. À, ngày xưa là ở đây ngày trồng xưa nhiều thuốc phiện không vậy? Cây anh túc hả? Chắc là từ thời xa xưa lắm rồi. Yeah. Này, đây là cái tẩu. Yeah. Còn cái dụng cụ này là để lấy cây cao thuốc phiện này. Yeah. À. Còn mấy trên này nữa nè. Mấy cái chum. Ừ, cái cassette kìa. Ừ. Đây là cái bào. Cái bào. Cái bào gỗ kìa. À, cái đó em có biết, cái đó em có thấy kìa. Này các loại mật ong. Đây là cho thuê đồ đó. Đây là đồ truyền thống của người Lô. Dạ. Yeah. Cái chỗ đó làm cái bằng cái gì vậy cái chị? Gì ha? Cái chổi này thì là nó là một cái loại hạt nó hơi giống cái, tức là cái thân cây thì hơi giống cái thân cây ngô. Dạ. Yeah. Ở dưới homestay nhà mình cũng có cái cây đấy đấy. Nó quả nó chưa già. Nằm ở ngay cái chỗ đầu hồi. Ủa, cái này... à? Nó mời nó. Ủa, cái này quét vậy nó có bị rụng không? Không, cái này nó không bị rụng đâu. À, dạ. Cái này quét được. Quét được không? Cái này quét nó tốt đấy. Dạ. Ủa, chị là chắc là người Lô Lô luôn ha. Chị là người Lô Lô. Dạ, dạ, chị Xuyến. Dạ, chị Xuyến. Còn cái đó là cái gì chị ha? Cái này là... Đây là cái áo mưa. Ồ, mưa. Điệu đó sau thì mình vác quỷ với lại điệu quỷ các thứ là nó không đau lưng. À. Cái kia là bừa. À, okay. Cái bừa. Còn cái này là để điều củi để cho đỡ bị đau lưng ha. Dạ. Dạ em mời hai chị qua dùng với tụi em luôn cho vui. Dạ dạ. Rồi bây giờ hai vợ chồng mời cả nhà mình nha. Đây là rượu ngô, thử cái này sao. Nồng quá ta. Rượu này mà mình bớt một ly này chắc đi ngủ luôn quá. Nhưng mà rất là ngon. Cái nó vị nó thơm không? Thơm lắm, nó nồng. Tại vì hai vợ chồng không có biết nhậu nhưng mà kêu thử, uống thử trải nghiệm rượu ngô thôi. Tại vì nó đặc sản ở đây đó mọi người. Rồi cái nồi lẩu cái mùi thơm ghê luôn. Đây, cho mọi người xem. Thơm lắm. Cái này là chị nấu theo kiểu của người Lô Lô Trẻ luôn nha các bạn. Chậm là rau rồi mọi người, trời ơi, nhìn nè. Nhìn cái rổ rau đúng đã luôn. Rồi bây giờ mình ăn thôi. Thử một miếng. Đây cho một miếng lợn đi ha. Ừ, cái đó là lợn đen đó. Đây. Rồi mời cả nhà nha. Thử một miếng nha. Thịt rất là mềm luôn á. Mà nó thơm cái mùi của cái vị lẩu này nè. Nó có cái mùi giống như là mùi thảo hỏa, với hồi nãy chị nói là đặc trưng là gì? Tàu xì đúng không ta? Ừ, hồi nãy chị nói cái tên gì á của người đặc trưng cái vị của người Lô Lô Chảy. Nên mình nhúng cái này cho nó thơm nha. Các bạn coi gà đen nè. Bao đen luôn. Còn cái này là lợn đen nha các bạn. Đó. Thôi bây giờ hai chồng dùng bữa. Xin mời cả nhà dùng bữa chung nha. Cả là mấy người là bê một bát, bố bát này, bố bát là một bát thịt, một bát đậu phụ hay là một bát cái gì đó, là bố bát là mang đi ra là một chai xịt thì mang đi ăn với một cả là mỗi nhà mỗi gia đình sẽ mang một đồ ăn đi theo. Vâng, dạ dạ, là nhà mình có cái gì là mình cứ mang đi theo. Vâng, nhà mình có cái gì là mình mang cả đây đi. Dạ. Là đi ăn với một cả là đi ăn nhà. Dạ. Mà mới là phải đi ăn. Ăn đến 3 năm ấy. Ăn đến 3 năm cuối cùng thì mới không đi đấy. Dạ. Đi ăn 3 năm ở bên một. Còn bình thường là cứ đến rằm. Vâng. Dạ. Kiểu như là không rằm nhưng mà anh chị ăn là ngày 20, 23 với lại 20, 25 đúng không?
Vâng. Dạ, 23, 25 là ở đây là anh Rằm. Không phải là anh Rằm, như là anh Tết. Anh Tết hay là anh Rằm? À, Tết, à, Tết, anh Tết. À, dạ, dạ. Vâng, à, Tết 30. Dạ. Là tháng nào cũng vậy hay sao chị? Hay là... Anh Tết là 30, vì 30 là mình ăn Tết phải không? Dạ. À, 30 ăn Tết thì là 31 đấy. Dạ. À, sáng sau 31 là mình phải đi ăn với một. À, dạ dạ. Nên có cái gì thì mang cái đi. Không? Dạ dạ. Dạ. Là tất cả cả làm là đi bên đấy. À, dạ. Sau là ăn, sau là thế là ăn xong, thế là mùng 2, mùng 3 giờ đó là 10 cả nhà cả em đi ăn cơm. Dạ. Yeah. Và lại đi cả nhà 10. Nếu nhà nhà chị thì là 10 là 20 mông gì đó, sẽ là 10 cả làm về ăn, sau lại nhà người ta là 10 mì lại đi ăn. Yeah, yeah. Mì không đi thế là nhà họ khó không có lên nhà mì đâu. Dạ dạ. Tình cảm như thế mà. Dạ dạ. Dạ. Đi hết mà. Hôm nay chị đi ăn dưới nhà cô ở dưới kia lên. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi, anh mời em một ly rượu nha. Em tên gì? Em tên Tâm. Tâm hả? Vâng. À, em sinh năm nhiêu? Em sinh K5. 2K5 là 17 tuổi. 17 tuổi. À, Tâm là con của con trai út của chị. À, chị được mấy người con? Tổng cộng mấy người con? Hai thằng. Hai. Ở này là anh hay em? Anh, đây là út, đây là trai, là nó trắng vào trong buồn. À, này là anh. Là, em. À, này là em. Là em. Em lớn cái này rồi. Em đang học 12 phải không? Vâng. À, có nghiệp chưa? Em chưa. Ở đây là thường là con trai là sẽ lấy vợ vào năm khoảng bao nhiêu tuổi trung bình đó? Cũng tùy theo, có người lấy sớm cũng lấy muộn. À, nhưng mà trung bình, cái mốc trung bình là 25, 26. 25, 26. Bây giờ là 20 tuổi họ mới cho lấy đấy. À. Không đủ tuổi là phạt đấy. Dạ dạ. Cũng theo luật. Rồi, có đối tượng nào chưa? Em chưa. Rồi, vậy chúc em sớm có đối tượng của mình nha. Rồi, ok. Mọi người có bạn gái nào thích làm dâu ở đây không? Trời ơi, làm dâu đây là đã cực kỳ. Đúng luôn rồi. Thiệt luôn. Lên đây, em lên đây là em không muốn về luôn, quê luôn á. Trời ơi, cái không khí ở trên đây nó đã lắm. Dạ. Mà cảnh xung quanh của mình cũng đẹp nữa. Rồi, ok, mời em nha. Đó này là chị khách chồng ở dưới nhà chị Lan nhé. Ngay trước cửa nhà. À, vậy là mấy cái phòng ở đây là chị đều cho khách thuê? Ba phòng này đều cho khách thuê hết. À, dạ, dạ. Bởi vì anh chị là ở trên kia. Dạ. À, thường... đông khách thì là anh chị là hai đứa cháu lại sang bên này ngủ. Dạ, dạ. Lên trên nhà. À. Nấu ăn đấy. Vậy là cái nhà phía trước này là chị để dành cho khách thuê nha các bạn. À, một cái phòng như vậy là chị cho thuê giá bao nhiêu chị? Trung bình là giá bao nhiêu? Ngày lễ đông khách thì là mình sẽ hơi giá cao một tí, còn bình thường thì là 450. Dạ, bình thường là 450. Còn nếu mà lễ thì sẽ có phụ thu hơn. Kiếm thì là lúc mà đông khách họ đang đạt nhiều khách thì mình là lấy 600. Dạ, giá đó vẫn em thấy vẫn mềm, giá đó thì vẫn đang còn mềm. 350. Dạ. Dạ. 350 để 450. Dạ, vậy tụi em chúc chị làm anh thuận lợi, khách đông. Dạ. Dạ. Mà các bạn nếu có đến đây thì nhớ trải nghiệm thử cái mấy đồ ăn của chị nấu nha. Trời, ngon tuyệt vời luôn. Chị Xuyến. Dạ, dạ. Dạ. Ôi, cái món lẩu này ngon thật sự luôn nha các bạn. Rất ngon luôn á, mọi người đến đây nhất định là phải thử cái món lẩu gà đen này nha. Trời, anh mà hai vợ chồng ghiền luôn á trời. Cái này không phải sợ là về Cần Thơ là lại thèm. Lại thèm rồi, không biết làm sao để ăn nữa. Cái vị nó thơm mà ngon cực kỳ luôn á. Thôi bây giờ không có, ý là nãy là ngưng rồi đó mà ngon quá phải quay thêm cái nữa chứ các bạn. Nếu các bạn có lên đây ở nhớ trải nghiệm cái món này nha. Ok, rồi bây giờ là ngưng thịt nè. Rồi chúc tất cả cả nhà buổi tối vui vẻ luôn. Anh xong hai vợ chồng ngủ, sáng mai review tiếp nha. Hello, Toro anh xin chào buổi sáng tất cả bạn nha. Bây giờ là 7:15 và ban sẽ quay lại một vòng cái khung cảnh chỗ ban ở. Ý, có một em chó rất là dễ thương. Hôm qua mình về trễ quá nên chưa có quay được kỹ cho bạn xem. Với lại tại trời tối á, bây giờ mình quay lại khung cảnh xung quanh một vòng nữa và review cái phòng của mình ở cho các bạn coi một lượt nha. Đó, chị rất là khéo tay luôn. Chị trang trí mấy cái quả thông treo treo đó làm kiểu nữa nè. Đây là bên hông. Đó, phía sau là trồng lúa. Đây là một cái dãy toilet để cho các bạn đào đi số lượng đông ở phòng ở trên gác. Rồi, quay qua đây thì chị đang thiết kế một cái chỗ này là cái quầy bar. Cái quầy bar để các bạn ngồi ở đây uống cà phê và ngắm ra cột cờ Lũng Cú rất là chill.
buổi sáng nè, các bạn thấy buổi sáng nè, tại vì đang còn ảnh hưởng bão á các bạn, cho nên nó trời nó đang âm u, chứ nếu bình thường không thì rất là đẹp luôn. Đây có một cái vài cái xích đu khá là chiêu luôn. Ở đây thì có mấy cây hoa đào này, mà mấy gốc này mà tết mà nở bông thì tuyệt đẹp. Đây là đó là phía trước cái phòng của mình. Bây giờ mình sẽ quay vào cái phòng của mình review cho các bạn xem một phòng nha. Mấy cái hoa này không biết hoa gì mà nhìn rất là đẹp luôn, nhìn giống như hoa hồng vậy á, đẹp ghê. Rồi vào phòng thôi. Đây thì các bạn sẽ thấy là mới vào là sẽ có toilet ở phía bên này. Đây là toàn cảnh cái phòng. Hello, hello mọi người. Đây cái phòng chị trang trí rất là dễ thương luôn nha các bạn. Mà mấy cái này là mình nghĩ là chị tự đề co trang trí hết luôn đó các bạn. Đó nè, mấy cái lá cây cỏ này cũng chị tự làm cái khung, là chị tự lấy mấy cái lá cây chị đề co vào rất là đẹp, nhìn dễ thương. Đây cái bàn thì chị trang trí nè, hoa tươi tự nhiên ở đây luôn, mà nước thì sử dụng nước chai thủy tinh, không có sử dụng chất liệu nhựa. Đây là khung cảnh quá đẹp luôn. Cột cờ lũng cú. Đó. Đây là nhìn thẳng ra luôn. Thì các bạn có thể thấy là ở phía trước nè. Nguyên một cái vườn rau. Đó. Vườn rau này là hồi tối mình ăn nè các bạn. Hồi tối là ăn lẩu gà là hái rau vòng vòng đây không nè. Đó. Rất là tươi ngon luôn. Đó. Cái hàng rào thôi chị làm cũng rất là dễ thương nữa. Thấy nó cưng. Giống như là rêu ba ha. Có một cái loại cây gì đó mà các bạn mới nhìn xa tưởng đó là rêu. Đó. Rất là dễ thương. Khung cảnh ở đây thì bình yên lắm các bạn, và rất là mát, phù hợp cho những bạn trẻ nào mà yêu thiên nhiên và muốn một cái sự thoải mái nhất định nào đó khi đi du lịch thì các bạn sẽ ghé ở đây là tuyệt vời luôn. Vườn rau nè. View thì ở bên đó là chùa đang làm xây dựng, chắc sắp tới là sắp xong rồi đó. Thẳng ra cột cờ Lũng Cú. Ui, hai cây đào nè. Đây là khi nào đào có trái mình lên một chuyến rồi đó ha. Chắc phải lên lần nữa rồi. Bị lưu luyến ở nơi này rồi. Trời, mấy cây này là mấy cây gì ta? Bắp hay gì? Bắp sao ra hoa ngộ vậy? Bắp kiểu hả? Bắp là bắp kiểu. Rồi, ui cây ớt nữa nè. Ở trái quá trái luôn. Rồi bây giờ thì cũng phải đã đến lúc phải nói lời tạm biệt ở nơi này rồi. Bây giờ là gần 7 giờ sáng thì tiếp tục phải hành trình tiếp theo. Hôm nay là mình sẽ dắt các bạn đi Đồng Văn, rồi đi sông Nho Quế và vân 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 vân, còn rất là nhiều điểm đẹp nữa. Bây giờ thì mình tiếp tục hành trình. Chị Lan Anh sẽ dắt mình qua bên đây tham quan một số nhà tiêu biểu ở làng Lô Lô Chải, để cho các bạn xem một số nhà thực tế. Ở phía dưới đó là trường học phải không chị Lan Anh? Trường học cấp 2 hả? Cấp 2, trường nội trú. Dạ. Yeah. Các bạn ở xung quanh trong xã Mỹ Phú đấy. Dạ. Em chào anh. Dạ em, dạ, chào. Em đi tham quan nhà mình. Cho em quay tham quan chút xíu ạ. Dạ. Dạ. Chào bà. Dạ, chào bà. À, dạ. Bà kêu đừng quên mà. Rồi, đây là cái nhà biểu mẫu xung quanh nha các bạn. Đó. Cũng là cái này trình tường đúng không chị? Dạ. Nhà truyền thống của người dân tộc ở đây. Thì thấy ở đây là thường là người dân tộc đều sắm trước cái hòm giống vậy. Sắm trước. Dạ. Mình sắm trước chỉ là để phòng khi mất là mình có luôn ha. Dạ. Đây là một. Ôi, rồi sao phải gắn cái vải đỏ phía trên vậy chị? Cái này là truyền thống á. À. Để là may mắn và trừ tà ma. Dạ. À, dạ. Những cái điều xấu á. Dạ dạ. Dạ rồi, em cảm ơn. Hai đứa em đi
chị. Dạ. Dạ tụi em chào chị luôn nha chị. Tụi em đi. Dạ. Chào các bạn nhé. Dạ, cảm ơn chị đã hỗ trợ. Dạ dạ dạ. Dạ. Hẹn gặp lại chị lần sau, nhất định em sẽ lên kiếm chị nữa. Dạ dạ. Dạ dạ rồi, chúc chị đắt khách nha chị. Dạ. Dạ dạ dạ. Lịch trình ngày thứ hai chúng ta sẽ đi điểm cực bắc, cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, sông Nho Quế, hẻm Tu Sản, Mã Bì Làng, Mèo Vạc. Tổng cung đường là tầm 52 km và chúng ta sẽ ngủ lại ở Mèo Vạc trong làng Mông Bả Vi. Chúng ta có điểm cực bắc và cột cờ Lũng Cú hôm qua cũng đã đi rồi, cho nên hôm nay lịch trình khá là khỏe nha các bạn. Một địa điểm khi đến thị trấn Đồng Văn các bạn không thể bỏ qua lỡ đó là chợ phố cổ Đồng Văn. Đó. Giờ mình sẽ vào trong review cho bạn xem chợ phố cổ Đồng Văn sẽ có gì ha. Mới vào là sẽ gặp mấy em nhỏ. Mấy em nhỏ này chắc cũng đi chơi hả? Tụi em đi chơi hay gì? Có hiểu tiếng Việt không? Không hả? Không hiểu. Rồi đây là phố cổ Đồng Văn, tổng quan nha các bạn. Đó. Hai bên thì sẽ có bán các mặt hàng để làm lưu niệm. Ở đây thì buổi tối các bạn có thể là ghé vào để chơi được nha. Buổi tối ở đây cũng khá là vui. Những bạn nào mà có cái điểm lưu trú là ở Đồng Văn thì buổi tối cứ lại đây chơi sẽ rất là vui. Nhưng mà mình thì ở bên Lô Lô Chải, cho nên chạy qua đây cũng khá xa, không có ghé. Mà ở bên Lô Lô Chải thì nó sẽ tiện đường cho cái cung đường của bạn hơn. Các bạn sẽ đi tham quan bên đó nó sẽ tiện hơn. Còn ở bên Đồng Văn này thì các bạn chạy vào Lô Lô Chải sẽ làm biến. Tại các bạn phải vòng ngược lại vào, các bạn sẽ làm biến. Đây các bạn, phía sau là những vách núi rồi nè, rất là đẹp. Quán cà phê trang trí khá là đẹp luôn ha. Tam Giác Mạch Cà Phê. Đó. Ở trong kia thì bán cũng đa số là cà phê với bán các đồ lưu niệm thôi các bạn. Trong đây có bán khá là nhiều. Ở đây cũng có một khu khủng long nữa đây nè. Hỏi coi nhiêu luôn. Con này bao tiền nha? Con này 120. 120. Con này dễ thương không? Mọi người nó có hai con mắt nè. Còn cái áo này hồi nãy hỏi anh áo này nhiêu? Áo này nè, nói với em nhiêu. Bộ đồ này nè. 100.000 một bộ này à? Có bộ nào nhỏ không anh? Có size nhỏ không anh? Giống như mà size nhỏ nè. Ồ nhóc hết trên nè. Không, màu khác được. Ờ cái đó cũng dễ thương đó. Thế do mua chim xin nè. Cái cưng ha. Cho lựa cho Bảo Như với lựa cho Bảo Như bồng ngư bộ luôn. Bé gái có cái váy kia cũng được kìa, váy đỏ đỏ kia giống vậy kìa anh. Không có hả? Ờ chỉ có dạng đó hả? Hay là mua cho Bảo Như cái cặp này đi học. Cái cặp này nhiêu anh? Cái này thì bao nhiêu anh thôi? 90.000. Mua cho Bảo Như cái cặp đi học đi. Rồi chốt lại là sẽ mua cái cặp này cho Bảo Như. Và mua cái này cho em Xin. Em Xin. Rồi bỏ vô. Bảo Ngư đâu? Bảo Ngư nào? Bảo Ngư. Đó, ok ba đứa có quà hết nha. Cho đi du lịch rồi còn lại có quà đem về đây. Rồi, bỏ cái vô. Này là của ba. Ok. Tuyệt đỉnh trên cảnh đẹp luôn các bạn ơi. Trời ơi. Quá trời đẹp luôn. Nói chung là trên cái cung đường mà đi Hà Giang là các bạn sẽ luôn bắt gặp những cái đoạn đẹp như thế này, rất là nhiều luôn. Trời ơi, nó đẹp một cái. Quá đẹp, quá xuất sắc. Đúng là tuổi trẻ các bạn nên phải đi Hà Giang ít nhất một lần nha. Mà đi rồi sẽ nghiện đó.
À, trên đường đi gặp một bé ngựa rất là dễ thương nha các bạn. À, này dùng nó để chở hàng hả chú? Dạ. À. Dạ. Cưa. Ê lúc cao. Dạ. Ôi trời, nó mọc mầm lên luôn. Bắp nó mọc mầm luôn. Dạ. Rồi dùng nó để thầu hàng đi. Dạ rồi, em con cảm ơn ạ. À. Dạ dạ. Mấy em, anh kẹo không? Qua đây. Đó, các bạn nếu mà có cho kẹo thì các bạn cho mấy em ở vùng sâu vùng xa vậy nè các bạn. Đó, thì mấy em này không có cái vụ mà xin tiền xin đồ này kia. Đây, mình có mua mớ kẹo, ít kẹo lên. Để cho mấy em ở vùng xuôi vùng sâu. Đó. Mấy bé này dễ thương nè. Có biết tiếng Việt không? Có biết tiếng Việt không? Hả? À, không biết rồi. Không biết rồi, hỏi không? Rồi. Con cá không? Câu được con cá nào không? Không, nó không hiểu tiếng không đâu. Hiểu. Rồi, mấy đứa đi câu cá tiếp đây. Bye. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye. Rồi. Mấy em nhỏ rất là dễ thương. Chào con. Con tên gì? Con hiểu tiếng rồi. Con không hiểu tiếng phải không? Đi đâu lang thang ở đây một mình vậy? Bye bye con nha. Bye bye. Bye bye. 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 Thấy bà đi làm nương tặng cho bà hộp bánh. À, trên đường đi có một bé rất là dễ thương đang làm nương cùng mẹ. Bye bye con nha. Bye bye. Bye bye. Lại tiếp tục là những em nhỏ rất là dễ thương. Rồi. Cho hết vào trong đi. Rồi. Bye bye. Con đó là con bán, con đó hay gì? Con bán hả? Hay là con nuôi? Bim bim. Rồi bye bye con nha. Bye bye. Mới bắt được nuôi hả hay gì? Bé không hiểu tiếng đâu các bạn. Tiếp tục trên đoạn đường đi thì gặp mấy bé rất là dễ thương đang cầm con gà con hả? Gà con đang làm với rất là dễ thương. Rồi bye bye. Bye bye. Giờ là 11:10 và nhóm của tụi mình đã đến được cái điểm để xe để đi sông Nho Quế. Thì bây giờ các bạn bây giờ người ta đã làm chỗ mới rồi, không có như ngày xưa là các bạn sẽ lội bộ từ trên cây xuống, mà bây giờ các bạn sẽ đến đây để xe và sau đó mua vé thì người ta sẽ có xe chở các bạn đến chỗ cái điểm đó, cái điểm lội bộ, một điểm gần đó rồi các bạn lội bộ xuống đó. Bây giờ sẽ chạy xuống dưới này mua vé và xe sẽ đưa đi. Khu dưới này cũng có bán rất là nhiều đồ ăn nè các bạn, với lại cũng có cho thuê váy đầm hoa rồi này kia để các bạn có cảnh chụp hình gì đó. Thuê đồ chụp hình. Mày thuê đi rồi mà. Đồ đây giá thuê sao chị? À, 100 đến 50, 150 đến 100 quá rẻ luôn. À, các bạn cứ đến đây thuê đồ cũng được. Đây. Xe đã đưa nhóm được đến được cái chỗ để đi bộ một đoạn xuống sông Nho Quế thì các bạn phải lội bộ thêm một đoạn nè, vài trăm mét xuống sông Nho Quế nha. Cũng hên là hôm nay trời rất là đẹp luôn các bạn ơi, rất thích hợp để đi. Let's go. Có mấy em nhỏ lúc nào cũng đứng ở đây đón khách.
Trời. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi hai bé dễ thương quá. Nước sông ở đây các bạn thấy nè, một màu xanh ngọc bích rất là đẹp luôn. Hôm qua mình có giới thiệu là đoàn mấy anh chị sáu bạn nè, sáu bạn này là có một số nhỏ tuổi hơn mình, có một hai chị lớn tuổi hơn mình, thì là không có dự định đi chung từ đầu nha các bạn, mà là đi dọc đường rất là trú mưa chung rồi ghép đoàn luôn, chứ lúc đầu là chỉ có hai vợ chồng đi thôi. Hôm qua mình cũng có giới thiệu mà cái video cái đoạn đó nó bị hư, bị đầy bộ nhớ, nó không có lưu được, nên bây giờ mình giới thiệu lại quên mất tiêu luôn. Đó, có duyên, mấy anh em có duyên gặp nhau giữa đường rồi nhập lại đi chung luôn. Và cái đoạn đường này cũng khá là xinh, nên kinh nghiệm là các bạn muốn thay đồ để chụp hình đó, thì các bạn sẽ đi đến chỗ khu vực này sẽ có đồ chỗ để các bạn thay, còn đi cái khúc này xình dơ lắm đó nha. Mấy đứa không đi học hả? Thầy chưa gọi đi học hả? Ở trên các tuyến đường thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều các em nhỏ người dân tộc như thế này á, thì các bạn nhớ là hạn chế không có cho tiền mấy em cũng như là cho đồ mấy em đó nha. Tại vì các bạn mà cho nhiều quá mấy em sẽ bỏ học và ra đây đứng để đợi khách cho tiền hoài vậy đó, thì sẽ rất là mình giống như mình đang là con dao hai lưỡi đó. Mình cho tiền mấy em thì mấy em sẽ bỏ học và cứ lang thang đây hoài. Nên mọi người chú ý vấn đề này nhé. Đó, mấy em nhỏ rất là nhiều, thì cứ đến đây để đợi khách xin tiền. Một cái kinh nghiệm nữa là các bạn cứ đến đây rất là nhiều chỗ cho thuê đồ luôn. Đó, khỏi phải như tụi mình xách đồ theo lũng củng một đống. Ở đây cũng khá là nhiều chỗ để cho thuê đồ, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ sẽ là đưa vé và lên tàu. Đây là toàn cảnh sông Nho Quế từ dưới thuyền nhìn lên. Đây, các bạn thấy nè, có gia đình nhỏ xinh xinh. Hello con. Là view hẻm tu sản nha các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Chúng ta đang tiến vào hẻm vực rất là đẹp luôn. Đây là cảnh thuyền đang đi vào hẻm tu sản nha các bạn. Đó, anh nhìn thấy rất là đẹp luôn. Thuyền sẽ chạy từ 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 cho mình chụp hình với ngắm cảnh. Một bên là mấy anh cũng đang câu cá hay gì kìa, hai bên là đang câu cá các bạn. Nước màu xanh cực kỳ đẹp luôn. Mình sẽ để nguyên vậy, mình không có chỉnh màu gì cho các bạn cảm nhận cái nước nha. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Hai bên là có dòng suối chảy xuống đó nè các bạn. Thuyền sẽ chở các bạn đi qua cái hẻm tu sản này, chạy qua bên mé bên kia và vòng về. Thời gian đi vòng vòng dự kiến là khoảng từ 40 phút đến 1 tiếng. Đây các bạn cứ ngồi trên sông mà ngắm cảnh thôi, quá tuyệt vời. Đây các bạn thấy hai bên bờ là mấy con cò nó nằm quá trời luôn nè. Có trùng nữa đâu. Quá trời cò luôn. Các bạn nhìn thấy mấy cái hang nước không? Đó, có hang nước chảy xuống. Mà cái màu nước đẹp ghê luôn trời. Nước nó đẹp, xanh ngọc bích luôn. Quá trời đẹp. Sao chị thấy đẹp chị? Quá xuất sắc phải không? Chị thấy sao? Quá đẹp. Ok không vậy? Nước này là 3m luôn á. Các bạn có thể thấy đường xa xa là nhìn một cái thác nước đang chảy xuống nè.
đỉnh không? Quá đẹp luôn. Như vậy đã trải nghiệm xong một chuyến du thuyền tham quan Nho Quế, quá tuyệt vời. Một trải nghiệm mà nhất định là các bạn phải ghé khi đến Hà Giang. Bây giờ nhóm sẽ tiếp tục đi kiếm gì đó ăn và tiếp tục hành trình. Hello. Hello. Chào chú ạ. Mấy em nhỏ đây đứng đợi khách rất là đông các bạn. Thì cứ chào chào, cảnh thận, cảnh thận. Thì cứ đứng để chào khách vậy đó. Rồi ai cho gì thì cho. Yeah. Hello, hello. Bạn có thể thấy là ngoài đây cũng có để các bảng nè: quý khách vui lòng không cho trẻ em tiền bánh kẹo, trẻ em sẽ bỏ học để đi xin tiền bánh kẹo đó. Bởi vậy mà mọi người lưu ý nha. Thật ra là nếu mà mình có cho thì cho mấy bé mà trên dọc đường đi, các bạn gặp mấy bé mà đang đi làm ruộng làm đồ này kia thì các bạn cho được. Còn mấy bé mà cứ tập trung ở mấy cái chỗ khu du lịch thì đừng nên cho, tại vì các bạn đó là sẽ bỏ học đó. Rồi bây giờ chia tay mấy anh chị để tụi mình tiếp tục hành trình. Toroban. Dạ. Anh tên gì em quên ta? Mình là Nam. Anh Nam. Anh Toàn. Chị Vân. Chị Vân Anh. Anh. Chị Ánh. Vân. Chị Vân. Anh Đức. Dạ rồi. Dạ tạm biệt mọi người. Dạ bye bye. Đang bán hành cho nhau chưa? Dạ đấy. Hai vợ chồng sẽ vô đây kiếm gì ăn chưa? Cơm lam này bán sao chị? 30.000 một ống ha. Dạ, con thịt. Thịt 20.000. Còn rồi còn có gì nữa? Cá nướng hả? Cá rán rồi. Gà nướng, bán sao chị? Nhiêu gì? 400 ạ. 400 mình mua nửa con được không? Được ạ. Dạ. Ăn gà nướng không? Nướng xe ra làm một con gà nướng cho cả mẹ với Lan là tôi còn mua được. Không, ta còn mua được. Còn thấy là nhiều loại ăn được, còn mua cả về nữa. Dạ. Vậy thì sao? Nướng gà đi. Để cho em nửa con gà với một ống cơm. Với hai sâu thịt này đi. Dạ thôi, ok. Anh chỉ có ba mua em. Dạ. Ồ, với hồi nãy chị nói gì? Cải mèo hả? Cải mèo ạ, một đĩa cải mèo nữa đúng không? Cái đó là cải mèo đó làm gì ta? Xào hả gì? Cải mèo luộc. Dạ. Rồi, ok. Món cơm lam với thịt nướng kẹp rau bên trong. Cải mèo. Khá là thơm luôn. Mời cả nhà nha. Rồi, mời cả nhà. Món rau gì? Rau gì luộc? Rau cải mèo luộc. Đây là món cơm lam thần thánh nha mọi người. Chấm với lại chắc là gì đó. Quên rồi. Muối. Muối vừng. Mới độc phụng hay gì? Rất là ngon luôn. Còn cái thịt này kẹp rau vô ăn cũng rất là ngon luôn. Nhưng mà cái rau này mọi người nha, có mùi vị giống như là béo béo ha. Mùi tạt rồi. Cái mùi hăng hăng giống như mùi tạt á. Nhưng mà khá là ngon. Đây. Còn món gà nữa nè. Nửa con gà đến nữa. Dạ rồi, cảm ơn anh chị. Dạ, quá hấp dẫn luôn. Rồi. Thơm quá thơm. Mời cả nhà nha. Thì khi các bạn chạy qua thị trấn Đồng Văn khoảng 15-16 km thì các bạn sẽ thấy một cái làng phía trước ở giữa đường như thế này nè. Đó là ngay góc này sẽ có một cái đường quẹo xuống sông Nho Quế nha các bạn. Đó, ngay ngã ba này sẽ có một cái đường đâm xuống sông Nho Quế. Các bạn cứ chạy hết đường luôn là ok. Đó, nãy mình chạy trên kia Đồng Văn xuống nè. Tới khúc này là các bạn sẽ quẹo xuống bến thuyền sông Nho Quế chạy cuối đường. Còn mình sẽ ở cái chỗ đó là Hơ Mông Bả Vi đó. Bây giờ mình sẽ chạy qua đó mình lấy phòng. Đây là làng Hơ Mông Bả Vi. Mình sẽ tối nay mình sẽ ở đây. Và ở cái khu vực này thì các bạn rất là tiện lợi để đi sông Nho Quế cũng như là đi các khu vực ở gần đây như Mỏm Đá Tử Thành rồi này kia. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong review cái phòng của mình ở hôm nay. Đó, xung quanh view nè các bạn. Đây là cái làng home mình ở kỳ này nha các bạn. Đó, đây là toàn cảnh khu vực view núi rất là đẹp luôn xung quanh. Đó, tất cả dạ dạ em chưa
Kỳ này mình ở đó là homestay Ngọc Minh. Dạ em có đặt rồi, em tên Ban á. Dạ. Dạ. Lý Công Ban. Dạ dạ dạ. Rồi, xin chào bạn. Dạ. Đây là phòng của mình nha các bạn. Nhìn dễ thương á. Ok, bên này có toilet. Toilet cũng hiện đại rồi kia, máy nước nóng đầy đủ nha. Ở đây thì không có xài máy lạnh nha các bạn, bởi vì rất là lạnh. Không cần máy lạnh đâu. Chỉ có xài máy nước nóng là chính thôi. Còn này là không gian sảnh trước của nhà ảnh. Ok, bây giờ mình sẽ đem đồ vô. Toàn cảnh khu vực phía trước nè, quá trời đẹp. Thơ mộng chưa các bạn? Đây. Ở đây khung cửa sổ trong phòng của mình nhìn ra nè các bạn. Ở đây mình nhìn tưởng là mình đang ở Trung Quốc đó mọi người. Nhìn rất là giống luôn á. Nhìn phong cảnh y chang quá ha. Bởi vậy mới thấy là Việt Nam của mình còn rất là nhiều điểm đẹp, rất là đẹp luôn. Các bạn nên đi khám phá nha. Một phòng ở đây mình thuê với cái giá là 350 cành một đêm. Phía trước có một cái cây cà chua hay cây gì rất là đẹp luôn, hoa hồng. Ở đây mình thấy thì các ngôi nhà đều xây tựa như nhau hết đó các bạn, thành một khu rất là đẹp đó. Thì các bạn nếu mà đi theo dạng mà các bạn chơi thì nên chia ra một ngày ở bên đây là tiện để đi lại luôn á. Đó, một ngày ở các bạn ở bên Lũng Cú, rồi một ngày các bạn qua bên đây là bao đẹp luôn. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ đi mỏm đá Tử Thành ở phía bên trên kia. Mình sẽ review cho các bạn coi mỏm đá Tử Thành. Nè chú cho kẹo nè. Trời ơi cái chuồng cái kìa. À, các bạn có cho kẹo rồi này kia thì các bạn cho mấy em bé mà ở vùng sâu vùng xa, mấy em bé mà chỉ đi dọc dọc ngoài đường á thì các bạn cho, đừng có cho mấy cái khu vực du lịch nha. Mấy cái khu vực có du lịch thì các bạn đừng cho. Kìa, thấy cưng không? Chạy kìa. Đây, khu vực này có một cái điểm để các bạn vào chụp hình. Dưới dòng thấy dòng sông Nho Quế ở phía dưới. Quá trời đẹp luôn các bạn ơi, xuất sắc luôn. Đó. Cường ta mình thấy con gái người ta rồi hả? Không trả sự đời. Không được quay nữa, quay để tôi lấy phết. Em quay mấy này mới hấp dẫn. Quay tôi lấy phết rồi mai nó ấy. Nó lại thành thật. Thì mình sẽ tối mình sẽ cạy cửa vào nhà người ta, xong rồi vào buồng con gái người ta ngủ cùng. Nhưng không được làm gì. Đúng phong tục của họ là không được làm gì. Nhưng còn làm gì hay không? Còn làm gì hay không được từ mình nữa. Nhưng mà cái đấy là bố mẹ người ta không có cấm cái đấy. À, cái đấy mình cũng thử rồi mà. Tại vì là trước mình làm ở nhưng mà mình ví dụ mình cày cửa vào là mình chịu trách nhiệm hay sao anh? Cái đấy thì dân tộc người ta không có cấm, nhưng mà cái đấy là phải hai người phải biết nhau. Đấy, kiểu như là phải biết nhau rồi chẳng hạn. Là vào người lạ là cũng khả năng là kiểu như thế. Vậy là bò, ngon chứ bộ, vậy có lý à. Dao đỏ. Nó có nhiều cái phong tục hay lắm. Yeah. Ủa rồi giờ anh đi đâu? Giờ đưa hai bạn đi xuống sông. À anh xuống sông. Đưa mọi người đi thôi mà. Dạ. Dạ vậy tụi em chào anh luôn nha. Dạ. Tối lại gặp mà. Dạ. Tối ngủ bên đấy, chạy đi đâu đâu. Tối anh ngủ đâu? Ngủ nhà bạn, ngủ đâu mình ngủ đấy. Lại cũng khu đó nè hả? Vậy tối nay phải qua nhậu. Ngủ nhà nào? Em ngủ nhà Ngọc Minh. Đúng rồi, đúng nhà đó luôn. Trời. Anh cũng nhà đó luôn hả? Thiệt luôn hả? Rồi. Vậy thì tối nay anh em mình gặp nhau làm chén rượu nha. Dạ. Dạ em chào anh. Rồi mỗi người mỗi nơi đi, tối lại gặp. Dạ. Đây là cung đường đi để đi lên mỏm đá Tử Thành nha các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy một cái quán cà phê tên A Báo nè, có cái cổng nè. Đó, các bạn chạy lên. Thì từ Đồng Văn các bạn chạy lên sẽ gặp cái này trước và sau đó mới tới sông Nho Quế nha. À, nhưng mà tại vì cái lịch trình của mình á dư thời gian, cho nên mình đi sông Nho Quế trước rồi mình dành phòng rồi mình rảnh thời gian quay lại đây chơi cũng vẫn được. Còn nếu các bạn không thời gian thì nên ghé ở đây trước rồi sau đó hãy ghé sông Nho Quế. Đúng sẽ tiện hơn. Đường này cũng là đường đi vách đá trắng được rồi nha mọi người. Đường này là cũng là đường lên vách đá trắng để cắm trại nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lên review cho bạn coi. Đây là cái cung đường lên vách đá Tử Thành nha các bạn. Cái đường khá là chênh vênh, nhưng mà mình thấy cũng không đến nỗi nào khó đi đâu. Mấy bạn nào mà tay lái nữ yếu yếu xíu thì đừng nên lên nha.
nên phải có tay lái cứng mới được. Chín chấm. Đó. Rất là có duyên với đòn của mấy anh chị này. Hà Giang thật là nhỏ bé, đi đâu cũng gặp người quen hết. Đó. Thôi mình đi bộ lên khúc đi cho chắc cú. Đây, ở đây là các bạn sẽ lội bộ lên một đoạn, bên kia là sẽ check in với vách đá Tử Thành. Và mình cũng không khuyến khích các bạn lên trên đây nha. Lên trên đây rất là nguy hiểm, mình không khuyến khích các bạn nha. Tại vì mình lên đây để review cho bạn xem thôi, nên mình không có khuyến khích các bạn lên trên đây. Nói chung là bạn nào tay lái cứng thì nên đi, còn không thì mình thấy là không. Đúng rồi, nếu mà không cần thiết thì cũng không nên lên đâu. Coi ở video của mình cho nó tiện. Tại vì rất là nguy hiểm các bạn, trèo lên cái đường vách núi đó nó rất là nguy hiểm. Nè, các bạn thấy nè. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lên quay cho các bạn xem. Con hái hoa gì vậy? Cách cỏ. Cách cỏ hả? Trời, sao đi xuống đó dưới phía dưới đó nguy hiểm vậy? Trời, mấy em nhỏ này đứng sát mé các bạn thấy không? Mà chạy nhảy vui chơi, mình đứng là mình thấy ngán dùm luôn á. Ôi, nguyên vàng nè. Chạy nhảy như là ở dưới đất bình thường. Trời ơi, đứng sát vô thì ghê quá. Trời, thiệt luôn á. Mình là nhìn thấy là mình rung dùm luôn á các bạn. Quá trời quá đất mấy em nhỏ nè. Trời ơi, kìa. Bất đá Tử Thành. Đời núi cao ngân vực sâu, ít mây là yêu cho vườn, ít mây thì gian cho vườn, ít cả mưa nhau. Trời, cái cung đường phía dưới các bạn nhìn thấy đỉnh chưa? Quăng queo. Trời ơi. Không mà ai bị tim bị lên đây chắc là bị nhẹ giò lắm á, mọi người nhìn rất là sợ luôn á. Tụi em đi hái rau về làm gì vậy? Lấy cỏ mà. Lấy cỏ vậy làm cái gì? Mình phút hả? Con gì ăn? Hả? Con cho bò anh hả? Lấy cỏ cho bò anh. Trời ơi, đi sát mé thấy ghê vậy em. Đi vô trong, nhích vô trong đi sát mé thấy ghê quá. Trời. Nhiều nguy hiểm, không khuyến cáo các bạn lên đây nha. Xấu luôn được, anh em cầm rút kìa, cái măng lên, leo lên. Thôi đi xuống đây. Ê, kiểu này ngồi xấu thế. Mày bảo chị ngồi quá xấu luôn. Ngồi chân đi. Ngồi là lên được tới đây cũng hay. Thôi lên được, không sao đâu. Quan trọng là lúc ra cơ. Tí lúc xuống mới sợ, nhìn nó đang không dám xuống. Đây các bạn ơi. Không chờ. Ủa vậy mà nhiều người dám ngồi luôn cái ra ngoài mỏm nó chụp luôn chạy. Có mà. Trời ơi, thôi em nhìn thấy là em thấy quẩy rồi đó. Ở dưới đây. Trời ơi, ở trên đây đúng là các bạn nhìn thấy xuống dưới nè. Xong lại cộng thêm với cái việc là bọn trẻ con ở đây nó kiểu nhảy xuống, nhảy đi lại trên đây nó rất hồn nhiên mà được ngay nó sát mách. Bởi vậy nó đi mình nhìn thấy còn hỏng giò nên là nhìn rất là hốt. Đây các bạn đã lên gần tới cái vách rồi nè. Đây các bạn ơi, nhìn thấy cái mỏm kìa. Trời, mới nói xong ông cũng bò ra, ông ngồi thiệt kìa. Nhìn đúng là thấy rùng mình luôn á. Dưới nè các bạn, nhìn dưới nè. Trời ơi, tha lắm mà, nhưng mà đẹp thiệt trời, nhìn góc đẹp ha, thành thánh luôn á trời. Sợ chứ. Thôi em chắc cũng em cũng ráng ra làm tấm nghe. Nói chung là các bạn không nên thử nha các bạn, rung giò quá rồi. Phải thử. Sâu lắm nha. U là trời, sau
một vài 10 phút vật vã thì mình đã xuống được dưới tót hết mọi hột các bạn này. Nói chung là trải nghiệm này các bạn không nên thử đâu nha, quá nguy hiểm thiệt luôn á. Mình tại lỡ lên là mình chụp một tấm hình thôi chứ trời ơi mấy cô em này đứng thấy ghê quá thiệt luôn á trời, gì đâu đứng sát sát cho trong nguy hiểm quá vậy. Đó giờ có ai bị trượt xuống dưới đây không, mấy đứa có bị, có bé nào bị trượt xuống dưới không hả? À, mà sao đứng thấy nguy hiểm quá vậy, đứng sát sát vô trời. Rồi chào mấy đứa anh về nha, bye 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 bye. Sao hỏi gì, hỏi gì? Trời ơi nguy hiểm quá. Trời ơi sao để cho em đứng nguy hiểm vậy con, đứng ngoài đó kìa. Trời ơi đi vô trong đi. Trời ơi kìa mấy bé kìa, các bạn nhìn nè thấy tội không? Mà chị không, cũng không có tiền đâu. Chị có biết một câu nói là cho tiền thôi. Không có được dạy em như vậy nha. Lo đi học hành đi. Sao? Thôi con cho mấy em đi học, đừng có dắt mấy em ra xin tiền vậy nha. Chú thấy tội nhưng mà cho vậy rồi tụi con hư, rồi con không học hành nữa. Đây, tụi mình ghé quán cà phê anh A Báo chơi. Trong đây này là đệ tử của anh A Báo phải không? Vâng. Ở trong trong đây có cái loại rượu gì mà hồi nãy anh kia giới thiệu, loại rượu gì quên mất tiêu tên ta? Sao? Hả? Rượu gì? Có rượu á, có rượu gì ngon á? Rượu á? Vâng. Rượu là cái gì ạ? Rượu, rượu. Rượu, rượu. Hồi nãy ông kia cũng nói cái tên rượu gì mà nãy giờ chạy quên mất tiêu rồi. Rượu sinh lý đâu? Sinh lý rượu đâu? Sinh lý là rượu gì? Đi. Cái đó cái rượu gì dễ uống á? Đó là cái gì? Rượu ngô. Rượu ngô. Còn rượu gì, còn rượu gì nữa? Có hai loại đó hả? Còn mấy rượu này rượu gì? Sô bóp hả? Vâng. Rượu sinh lý này là uống gì? Tăng cường sinh khí. Thôi cái này mình sinh khí mạnh rồi, khỏi cần uống. Ê, mấy cái, con nó nhiêu con vậy? Này 40 nghìn một con. 40 nghìn con hả? Vâng. Lấy một con đi, con gì? Có con trâu không em? Trâu. Kìa, có con trâu trên kìa. Có con trâu trên cùng kìa. Đây. Đây là ghé ủng hộ anh A Báo nha. Đó. Con ngựa thì cũng mấy hả? À? Con trâu đi, con trâu dễ thương nè. Đấy, con ngựa rất là dễ thương luôn. Ok. Nhưng mà mình lấy con trâu. Lấy con trâu. Em tên gì? Tên là Vàng Mỹ Tú. Vàng Mỹ Tú hả? Thổi 30 giây sáo nghe chơi được không? Nghe coi thử được bằng mà. Sư phụ không? Được mà. Đệ tử mà. Rồi, quá hay. Cảm ơn rất là nhiều. Ủa cái này là gì em? Cái gì tam giác mạch này là gì? Bia, bia. Bia hả? Rồi ok, cảm ơn em nhiều nha. Em chơi thổi sáo hay quá. Rồi ủng hộ thêm hai con nữa là tổng là ba con. Ok. Ủa rồi mấy cái sáo này là mình làm để thổi chơi hay là có bán giùm em? Có cả thổi chuông và bán luôn á. À ví dụ như một cây vậy là bao nhiêu tiền? Cây này là 700. Cái này đẹp quá ta, làm bằng gốc gốc cây cây tre luôn hả? Vâng. Rồi mấy bạn mà có đi lên cái mỏm đá tử thần là ngay đầu mỏm đá luôn sẽ có quán cà phê A Báo, là ghé ủng hộ em cha nha, có mua nước uống hoặc là gì đó ghé ủng hộ. Rồi trong đây bán rất là nhiều đặc sản. Rồi cảm ơn tất cả các bạn nha, bye bye nha. Bye bye, bye, bye. Hello các bạn, bây giờ là 4:30 và tụi mình đã đi được giáp vòng hết rồi. Bây giờ là hết chỗ để đi rồi, tụi mình ghé lại quán cà phê Tu Sản để uống cà phê ngắm view. Ờ dạ dạ chào anh. Đây. Đây đề co rất là dễ thương nha các bạn. Anh không đi chung hả? Ủa, ngâm ngâm người ấy. À.
À dạ. Đây đặc biệt là cái view này các bạn ơi. Đây là cái view toàn cảnh. Ở đây các bạn có thấy được toàn cảnh sông Nho Quế và hẻm Tu Sản luôn. Quá đẹp. Ngồi đây uống cà phê thì quá đỉnh này. Đây góc bên hông ngoài này. Trời ơi, ngồi ngay đây tuyệt đẹp luôn. À, bây giờ rảnh thời gian là các bạn ngồi ở đây uống cà phê và sáng mai về nghỉ ngơi buổi chiều tối nay và sáng mai hai vợ chồng mình sẽ đi chợ phim Mèo Vạc để quay tiếp cho các bạn xem những cái món ngon đặc sản ở đây. Xem là mọi người ở đây giờ đang hoạt động như nào. Mọi người xuống đây xong Nho Quế rồi mọi người. View quá đỉnh. Cái này là mình mua quà cho ba đứa nhỏ ở nhà, cho thằng nhóc nhỏ với hai đứa cháu. Đó, nè mấy đứa coi nha, đó cũng dắt mấy đứa đi ngắm sông Nho Quế rồi đó nha, vậy không có ý kiến nha. Đó, sông Nho Quế đó. Nước tới hấp dẫn quá ta. Trái cây dầm với cái đó là gì, cacao hả? Cacao uống rồi. Bây giờ nước gì mà uống ở cái view này cũng ngon hết á. Cái view này uống nước gì nó cũng đỉnh hết. À, các bạn thấy mấy cái chỗ trắng trắng đó là người ta trồng ngô bắp đó các bạn. Đó. Thấy không? Ở trên triền núi vậy mà người dân người ta vẫn xuống tới đó người ta trồng ngô bắp được bình thường. Còn bên đây là các bạn sẽ được nhìn thấy nè. Đó, cái đường mình chạy nè. Đó. Lên cái đồi nó dốc quá trời đỉnh. Và trên đây là cờ Việt Nam bay phất phới. Đây là cái góc ăn tối của hai vợ chồng khá là chill các bạn ơi. Các bạn nhìn khung cảnh xung quanh nè. Ở đây buổi tối lên đèn nhìn khá là chill luôn. À, tối nay thì hai đứa sẽ ăn BBQ đồ nướng. Ở đây mọi người ăn xong rồi có thể đi tập thể dục luôn. Tại bữa giờ ăn lẩu, ăn đồ này kia, nói chung là thưởng thức hết tất cả các món rồi. Bây giờ ăn đồ nướng thôi. Bây giờ anh thử đồ nướng cho nó lạ thôi. Nhưng mà sạc... cái góc này mà trời với cái thời tiết lạnh lạnh như thế này mà ăn đồ nướng cũng là hết bài luôn á. Ở đây thì ăn đồ nướng hoặc ăn lẩu gì đều ngon, nhưng mà hôm qua mình mới vừa ăn lẩu xong rồi. Mới ăn lẩu gà đen nè, bàn bên đây có món lẩu gà đen nè các bạn. Ở rổ này là anh cái này, luôn á. Này anh cải là... non cũng trồng ngoài vườn này. Lá dổi hả anh? Lá dổi nhiều người rất nhầm với lá nốt. À nó giống lá lốt nhưng mà nó vị khác cơ. Dạ dạ. Cái này là mình quấn vào mình nướng. Không nướng xong rồi em ăn nó luôn. Quấn vào thì nó cũng được nhưng mà nó cái lá này rất mỏng nên nó khô. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ em cảm ơn. Đây đều là rau ăn sống hết không cần phải nướng mà chỉ cần nướng thịt thôi. À dạ dạ dạ, em cảm ơn anh. Mấy cái khu này mình thấy rất là đông người ở luôn nha các bạn. Đó. Ý là hôm nay là ngày thường nha. Mà rất là đông rồi. Liên tục luôn. Bởi vậy nên các bạn có đi thì các bạn cần phải đặt phòng trước mới được nha. Chứ không là không có phòng đâu. Đây là cái món BBQ đồ nướng của hai vợ chồng. À, này là chắc có heo đen, lợn đen với cái thịt bò lợn đen với thịt bò. Chà, mấy đứa đi hai đứa đi Hà Giang chơi có mấy ngày mà lên mỗi đứa mấy ký. Ngày... tròn quá. Ngày nào cũng ăn quá trời ăn. Công bây giờ là giảm cân gì nữa mọi người ơi, lên đây là không giảm cân được đâu. Dạ. Toàn rau nhà chồng. Rau rip ha. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi, anh kèm mấy cái đồ này. Ở trên đây đặc sản là rau, đi đâu cũng thấy quá trời rau nữa mà nhìn ngon ghê luôn á. Rau ngon. Rau rất là tươi ngon luôn. Nhà chồng luôn. Sáng nay phải thức dậy sớm phải đi quan thông quan vườn rau của anh. Cái lá giỏi nha mọi người. Bự lên cái mạch dạ luôn á. Giờ mình sẽ cuốn thử nha. Ăn không hết lá mình lấy nửa lá thôi. Xíu ra chiếc cá vào. Đây. Một miếng thịt ngon. Đây. Cuốn lại. Đó. Xin mời mọi người.
Rồi, mời cả nhà nhé. Thơm thơm, nó kiểu như là cái nó hơi the the, hơi the the nữa. Cái mùi nó khó tả lắm, nó giống như là cái dao húng lũi ở trong mình đó mọi người. Nó có cái mùi gì giống như vậy á, nhưng mà nó ngon lắm, cái vị nó rất là thanh luôn á. Rồi. Ăn chung với thịt nướng này là hơi bị hợp luôn á. Với cái món chấm thành thánh nữa. Ok, bây giờ hai vợ chồng dùng bữa đây cả. Mời cả nhà dùng bữa nha. Dùng bữa xong thì hai vợ chồng sẽ đi nghỉ ngơi và sáng mai sẽ đi quay chợ phim cho các bạn xem. Ôi, xin chào buổi tối cả nhà. Bye bye. Ở đây thì anh lấy cái rượu đấy thì nó bình dân thôi. Dạ. Mát lắm. Nó uống nó được. Còn rượu tăng tốc mạch thì nó mang tính chất thưởng thức. Dạ. Nhưng mà uống không có được nhiều. Thì nó hơi đắt. Với lại nó không phải là rượu lắm. Ở trên đây đặc trưng em thấy rượu ngô là nhiều ha. Đúng dạ. Rồi. Dạ rồi, vậy em mời rồi, mình sức khỏe em. Dạ dạ. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Hello, Toron xin chào buổi sáng cả nhà nha. Bây giờ là 6 giờ 25 phút và hai vợ chồng đang chuẩn bị để đi chợ phim Mèo Vạc. Đó, đi xuống đó mình sẽ review cho các bạn xem chợ phim Mèo Vạc sẽ có gì ha. Và đây là khung cảnh xung quanh của chỗ mình ở hôm qua. Đấy, các bạn thấy nè. Quá trời dễ thương. Các bạn nên thử, nếu có đi Hà Giang thì các bạn nên thử ghé ở đây một lần nha. Và đặc biệt là nên ghé nhà của anh Ngọc Minh. Anh chị cực kỳ dễ thương và hiếu khách luôn. Rất là mến khách. Nên các bạn cứ ghé ủng hộ và nói bác là Toroban. Bạn của Toroban, anh chị sẽ có ưu đãi cho các bạn nha. Rồi bây giờ thì hai vợ chồng đi thôi. Đây các bạn có thể thấy là khung cảnh của những người dân tộc đang dắt động vật đi bán nè. Đó, chó nè, phía trước là có gà nữa. Đi rất là vui luôn. Do thời lượng video đã quá dài nên Ban xin tạm ngưng video này tại đây. Ở những phần tiếp theo Ban sẽ còn review chợ phim Mèo Vạc, hướng dẫn các bạn đi Hoàng Su Phi ngắm lúa, review resort có hồ bơi vô cực đẹp nhất Hà Giang và còn giới thiệu đến các bạn ngôi làng có mái nhà mọc rêu độc lạ của người Dao, một năm chỉ đi chợ một lần. Các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả bạn đã xem clip. Chúc tất cả bạn một ngày thật là tốt lành và đừng quên ấn đăng ký kênh cho bạn để xem nhiều clip hay hơn về sau. Bây giờ thì bye bye.